Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm đâu trúng đó, đổi vận bất ngờ, tiền bạc ùa về nhà như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác nhất về cuộc đời nữ mạng tuổi Ất Tỵ sinh 1965, xuất huyệt chi xà, vượt lên hạn 61 tuổi ngoạn mục, đón một năm 2025, may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tiêu ba đời không hết nếu như biết được cơ mệnh này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý bác Ất Tỵ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Ất Tỵ 2025, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu, quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, chỉ ra rằng bước vào năm Ất Tỵ 2025, quý bác tuổi Ất Tỵ, nữ mệnh, được bề trên ban phúc lớn, vượt qua hạn 5 tuổi, thoát khỏi tai ương. Thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu chúng đấy, chúng số độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, trong năm 2025, quý bác Ất Tỵ nữ mạng cần phải làm gì, làm sao để đón cát xua hung, lộ trình may mắn, sức khỏe bình an, tài lộc như ý? Làm sao để đón nhận ba cơ hội vàng trong năm để trở nên giàu có? Thì ngay sau đây, mời các quý bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và nhân sinh cảm ngộ. Nữ mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, xuất huyệt chi xà, vượt lên hạn 61 tuổi ngoạn mục, đón một năm 2025, may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tiêu ba đời không hết. Ất Tỵ, năm sinh dương lịch, từ 1 tháng 2 năm 1965 đến 20 tháng 1 năm 1966. Năm sinh âm lịch, Ất Tỵ, mệnh hỏa tương sinh với mệnh thổ và mộc, tương khắc với mệnh kim và thủy. Phú đăng hỏa, tượng trưng cho ngọn lửa thắp sáng, mang đến ánh sáng cho con người. Người sinh năm 1965 cũng có những đặc tính tương tự, ánh sáng chính là những điều may mắn, tia sáng cho văn minh nhân loại. Họ là những người có tư duy, suy nghĩ tiến bộ và rất thông minh, giao lưu với những người tuổi này sẽ giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều hay và bổ ích. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối, trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang tri thức. Chính vì lẽ đó, những người tuổi Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Người tuổi Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người tuổi Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Phúc đăng hỏa là ngọn đèn sáng sủa, nhưng bản thân ngọn lửa là một luồng khí nóng,
hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại, vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như xa rời thực tế, ảo tưởng, không có tính khả thi để rồi có lúc họ phải thất vọng. Mặt hạn chế trong tính cách những người tuổi Ất Tỵ đó là đôi khi cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo. Năng lượng của ngọn đèn không phải vô tận như năng lượng tự nhiên. Vì thế muốn phát huy năng được ưu thế và để cho những người tuổi Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, sự tin tưởng sẽ truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Bản mệnh tuổi Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa, bản tính vốn nhẹ nhàng, thảnh thơi nên không coi trọng tiền bạc, tài vận bình bình. Là người hiền lành, lương thiện, hay giúp đỡ người khác nhưng cũng dễ tin người, vì vậy hợp tác làm ăn dễ bị lừa gạt. Tài vận cuộc đời không nhiều, hậu vận tốt đẹp. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Ất Tỵ trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Ất Tỵ theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp Ất, bình hòa, ở độ tuổi này, bản mệnh nên an hưởng tuổi già, đừng lao tâm khổ tứ về công việc, tài chính hay chuyện con cháu. Xét về địa chi, Tỵ gặp Tỵ, bước vào năm tuổi, gia đạo có phần rối ren, tình cảm vợ chồng hay giữa các thế hệ có thể sinh sự, mâu thuẫn, dẫn tới cãi vã. Sức khỏe có nhiều biến chứng bất ngờ, cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng chống nguy cơ bệnh tật. Xét về ngũ hành, hỏa gặp hỏa là bình hòa, công việc ít sự thay đổi, tài lộc đủ ăn đủ tiêu chứ không quá dư giả, có điều cần chú ý tới phương diện sức khỏe. Tiểu kết, từ các mối quan hệ can chi và ngũ hành có thể thấy, năm 2025 là một năm bình hòa với con giáp này, mọi thứ vẫn duy trì đều đều, không có nhiều sóng gió, chỉ cần duy trì việc cũ là cũng cảm thấy đủ đầy, ít phải nhọc lòng toan tính, thay đổi. Khởi sự gặp khó lúc đầu, sau mới thuận, tài lộc tuy có vượng hơn so với năm ngoái, nhưng chưa đến độ rực rỡ gọi là đủ ăn đủ tiêu. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe có phần sa sút nên thăm khám định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Thứ hai, xem tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh năm 2025, nữ mạng Ất Tỵ gặp sao Thái Dương. Thái Dương chính là tinh quân tốt nhất trong cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang, thịnh vượng. Người được sao này chiếu thì tài lộc, tiền tài của cải chất như núi, đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ mệnh khi được sao này chiếu mạng. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng, có thể gặp tai ách vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vô, cầu trời lại Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tính tới quang minh phát tài. Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất với thổ. Do đó, sao Thái Dương kỵ các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng. Sao Thái Dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Nữ mệnh gặp sao này, kỵ nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, có thể gặp tai ách, xui rủi, nhưng vì đây là phúc tinh nên không đáng lo ngại. Thứ ba, xem tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965, nữ mạng, theo niên hạn là hạn địa võng. Nữ mệnh Ất Tỵ năm 2025 gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối. Không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt, lời ăn tiếng nói dày già, đa đoan. Viết về hạn địa võng người xưa có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu nhầm, mang tiếng xấu vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, quý bản bác cần kiêng kỵ điều giữ, làm theo điều lành như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không ham đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt,
khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời, khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa, đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Tiểu kết, may mắn được phúc tinh Thái Dương chiếu mệnh, báo hiệu nhiều tin tốt lành, tuổi này có may mắn, gặp dữ hóa lành, có thể chủ động nắm giữ lợi thế này để gặt hái thành công trong năm hạn địa võng. Có điềm báo thị phi, nhiễu nhương, bạn cũng nên cẩn thận trong giao tiếp, tránh thiệt thân hay bị lợi dụng, xuất hành đi xa cũng phải chú ý an toàn. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nữ mạng. Năm 2025, nữ mệnh tuổi Ất Tỵ gặp vận niên, Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Tiếp theo những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nữ mạng, trên các phương diện khác nhau. Năm 2025, tuổi Ất Tỵ nữ mệnh, mang mệnh hỏa, gặp năm hỏa là bình hòa, tốt, lại không phát sinh quan hệ xung khắc, báo hiệu cả năm vận khí không có nhiều thay đổi, tiền bạc đủ chi tiêu, chứ không quá dư giả. Tuy nhiên, nữ mạng tuổi Ất Tỵ năm 2025 tiến vào hạn 5 tuổi, hạn 61, vừa gặp hạn hình thái tuế, vừa gặp hạn tam tai, công việc làm ăn có biến động khá lớn, thường gặp nhiều khó khăn, trục trặc, nhất là khi bắt đầu khởi sự, làm gì cũng một mình gánh vác, ít nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh buôn bán bất lợi, có thể gặp thất bại, đổ vỡ, rồi liên đới tới gia đạo, vợ chồng lục đục, sức khỏe theo đó cũng giảm sút. Nếu vẫn muốn mở rộng công việc làm ăn, cần tính toán cẩn thận, lập kế hoạch rõ ràng, mới tránh việc mất tiền, thất thu. Căn cứ vào mối tương quan giữa bản mệnh và lưu niên, cũng như hệ thống sao chiếu mạng mà đoán định hung cát ở các phương diện, công việc, tiền bạc, tình cảm hay sức khỏe, vận hạn của người tuổi Ất Tỵ nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025 như sau. Về phương diện sự nghiệp, với người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều thay đổi, được thiên ấn và tỷ kiên là hai cát thần chiếu mệnh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó, nhưng nửa cuối năm vươn lên đạt được thành quả nhất định. Hai cát thần này khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, thôi thúc động lực phát triển, cũng như khai triển ý tưởng táo bạo. Chính điều đó được lãnh đạo đánh giá cao, tăng cơ hội thăng tiến. Với nhóm người làm tư, làm chủ công việc thì việc làm ăn lại có khá nhiều biến động, đa phần nhiều thách thức hơn trước, đòi hỏi bạn phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất như ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, vấn đề lạm phát, giá cả. Theo đó, nhóm này không nên mở rộng quy mô làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm trong năm bởi dễ chủ về gặp khó, tiêu tán tiền bạc, sau bỏ dở giữa chừng hoặc có kẻ phá hoại. Nếu khởi nghiệp, nên đi từng bước, chậm rãi thăm dò biến động thị trường và xây dựng nền tảng vững chắc, tránh nóng vội kiểu dễ bị thua lỗ và phá sản. Về phương diện tài lộc, tiếp nối tử vi nữ mạng tuổi Ất Tỵ năm 2023 sang năm 2025, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai, cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán, sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng sẽ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thực sự ổn định, lại thêm có hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con rồng, cần đề phòng mất tiền, mất của. Đầu tư kinh doanh,
trong năm cần phải toan tính thật cẩn thận, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra, đền bù thiệt hại. Đã đến lúc nữ mạng tuổi Ất Tỵ cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu tiền, tiêu hao tiền bạc. Bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về phương diện tình cảm, điểm sáng duy nhất của nữ mệnh Ất Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là ở phương diện tình cảm, đường nhân duyên vượng, có quý nhân xuất hiện kịp thời, hỗ trợ giúp bạn vượt qua khó khăn của cuộc sống. Gia đạo cũng có phần ổn định, vợ chồng cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng, gia đình luôn là nguồn động lực lớn lao, giúp bản mệnh đứng vững trước mọi khó khăn và sóng gió. Về phương diện sức khỏe, tử vi năm 2025 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở bản mệnh nữ tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống, Ất Tỵ nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe thường ngày. Nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết, bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện, nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2025 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán cẩn trọng. Nếu có thể tránh, thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu là việc không thể thay đổi, thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như làm nhà, sửa nhà, cưới hỏi đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn khiến mọi chuyện đổ bể và xui xẻo. Cách hóa giải vận hạn năm tuổi 2025 cho tuổi nữ mệnh Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang năm 2025, nữ mệnh Ất Tỵ gặp năm hình thái tuế, năm tuổi, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Hình thái tuế, hay còn được gọi là thiên xung, chỉ trường hợp những người có tuổi con giáp, cách con giáp lưu niên 6 năm, chịu ảnh hưởng hình khắc, tức thiên xung với lưu niên thái tuế. Cách hóa giải hình thái tuế, đặt một ly nước trắng về hướng cầu tài, năm 2025, hướng cầu tài là hướng nam, để tăng tài vận, năng đi đền chùa cầu an. Những ai vào năm phạm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ, đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vắng, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ, heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, tốt nhất nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được, thì nên nhẫn lại hoặc không nên tham gia, thiên thời địa lợi nhân hòa, không nên đứng ra giúp đỡ hay đảm bảo cho người khác bất cứ lúc nào. Phạm thái tuế, tối kỵ bốc đồng sốc nổi đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Cách hóa giải hạn năm tuổi như thế nào? Để không còn cảm giác hoang mang, lo lắng, khi bước vào năm tuổi, chúng ta cần phải đầu tư vào ba khía cạnh, thể, tâm, trí. Đầu tiên, chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh, phải rèn luyện cơ thể để có một cơ thể khỏe mạnh, từ đó chúng ta có thể tránh được bệnh tật và chủ động hơn trong cuộc sống. Thứ hai, đó chính là tâm, chúng ta phải luôn giữ sự bác ái, phải có sự đồng cảm, hòa nhã, hãy luôn nghĩ về những điều tích cực, đừng nhồi nhét vào tâm sự hận thù gay gắt,
sân si, nếu chúng ta càng chú tâm vào chúng, thì cuộc sống của chúng ta càng thêm nặng nề và đau khổ. Cuối cùng, đó chính là trí. Chúng ta nên dung nạp kiến thức, những điều tích cực. Hiện nay không gian mạng dễ làm con người ta bị chao đảo nếu như chúng ta không vững vàng. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của sự xui rủi. Khi biết được nguyên nhân, chắc chắn sẽ tìm ra được cách giải quyết. Và những người khi rơi vào thất bại, chúng ta đừng buông xuôi, hãy nghĩ rằng thất bại là mẹ của thành công, vì có nếm trải mới vững vàng hơn. Vâng, thưa quý bác tuổi Ất Tỵ thân mến, tục chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là một nghi lễ truyền thống lâu đời của người Việt, còn giữ vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc lựa chọn người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm sẽ đem đến cho gia chủ nhiều tiền tài, thịnh vượng suốt một năm đó. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Ất Tỵ nữ mạng. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Ất Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Quý Sửu 1973, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Ất Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025, mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Nhân sinh cảm ngộ. Quý cô Ất Tỵ kính mến, bước vào tuổi 61 âm lịch, quý bác đang ở giai đoạn 5 của vận trình đời người, lục thập nhi nhĩ thuận, từ 60 tuổi trở đi thì Ất Tỵ đã không còn chứng tai gai mắt. Do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ đồng cảm và có thái độ khoan dung hơn. Nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt, không như tuổi trẻ, hiểu biết còn nông cạn, nên trước khi nhiều sự việc thường cảm thấy khó chịu, bực mình. Tuổi 60 trở đi, dẫu cho ai đó nói ngả nói nghiêng, dù gặp phải trắc trở, khó khăn thế nào, thì con người cũng đều không quá kích động, bạn có thể suy nghĩ mọi sự một cách điềm tĩnh và thuận theo quy luật của sự vật. Quý bác cũng có thể thản nhiên trước vinh nhục, ngộ ra ý nghĩa đời người, nhìn thấu kiếp nhân sinh và coi nhẹ danh lợi. Ý nghĩa của sinh mệnh là nghĩ cho người khác nhiều hơn, là đòi hỏi cho riêng mình, khi bạn đã làm được thì cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa. Ất Tỵ từ 60 tuổi trở đi, nhìn thấu kiếp nhân sinh. Từ khi nghỉ hưu, họ chuyển từ vai trò chính ngoài xã hội về với vai trò chính trong gia đình, vui hưởng đạo cùng trời đất. Người từ 60 tuổi trở đi đã minh bạch những điều này, nên có thể vui vẻ tiếp nhận cuộc sống hiện thực và hiểu rõ cuộc sống nên có của một người ở độ tuổi này. Ất Tỵ từ 60 tuổi trở đi, tuổi nhìn thấu sinh bệnh. Ất Tỵ từ 60 tuổi trở đi phải sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, điều này cũng là một sự cống hiến đối với xã hội. Ý nghĩa của sinh mệnh là nghĩ cho người khác nhiều hơn là đòi hỏi cho riêng mình, khi bạn đã làm được thì cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa. Từ 60 tuổi trở đi, nhìn thấu sinh lợi, nhờ trải qua sự tôi luyện của năm tháng mà lưu lại những kinh nghiệm phong phú của bản thân mình. Trong cuộc sống nhàn nhã, bạn thường hồi tưởng về những ký ức đắng cay, ngọt bùi như một trải nghiệm đặc biệt trong mùa thu cuối đời. Khi đã về hưu thì chẳng có gì, bạn chỉ còn sót lại một danh xưng, người về hưu, lúc này duy chỉ có sức khỏe là của bản thân mình. Vậy nên giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho mình, sống mạnh khỏe, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, quý bác nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Ất Tỵ
sinh năm 1965, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.